X51 Story mến chào quý thính giả. Cuối thời xuân thu, tính chất chiến tranh không còn là thảo phạt chư hầu có tội mà chuyển sang chiếm đất giành dân. Vì nhu cầu cho chiến tranh, cho nên thời kỳ xuất hiện nhiều nhân vật nghiên cứu binh pháp, cũng gọi là đây là thời đại binh gia. Thời kỳ ấy quân đội trên chiến trường đã không còn tuân thủ đạo đức và lễ tiết của quý tộc, không giống như Tống Tương Công đầu tiên hẹn thời gian địa điểm để họ chuẩn bị xong thì mới đánh. Mà quân đội thời ấy là thuần bạo lực để tranh cường, sử dụng các âm mưu quỷ kế mà không kiêng dè gì. Lúc này bắt đầu xuất hiện có một số người nghiên cứu binh pháp. Chúng ta biết rằng binh thư sớm nhất là cuốn Tôn Tử Binh Pháp do Tôn Vũ viết. Nhưng trên thực tế, binh thư không nhất định Tôn Vũ là người đầu tiên viết. Tôn Vũ có thể đã tham khảo rất nhiều kinh nghiệm của những người đi trước. Tôn Tử Binh Pháp chỉ là cuốn binh thư cổ nhất hiện có. Cùng thời đại với Tôn Tử, còn có một người viết một cuốn binh pháp, người này tên là Tư Mã Nhương Thư. Tư Mã Nhương Thư là quý tộc họ Điền của nước Tề. Chúng ta biết rằng nước Tề thời Xuân Thu khác với nước Tề thời Chiến Quốc. Nước Tề thời Xuân Thu là nước Tề của Khương Tử Nha, tức quân chủ mang họ Khương. Còn nước Tề thời Chiến Quốc là nước Tề của gia tộc Điền Hoàng. Điền Nhương Tư là người đầu tiên lấy chức danh Tư Mã thay cho họ Điền để khai mở ra một dòng tộc với nhiều hậu duệ lừng lẫy trong lịch sử Trung Hoa, văn võ đều đủ cả. Tư Mã Thác, Tư Mã Cận là tướng nhà Tần thời Chiến Quốc. Tư Mã Hân cũng là danh tướng thời Tây Sở. Tư Mã Thương như là thi nhân văn sĩ thời Tây Hán. Tư Mã Thiên là sử gia vĩ đại cùng thời ấy với bộ chính sử đầu tiên cho Trung Hoa. Không thể không nhắc đến chánh trị quân sự gia đại tài Tư Mã Ý, nước Ngụy thời Tam Quốc, và con cháu ông ta, Tư Mã Chiêu, Tư Mã Viêm, lập nên nhà Tấn. Dòng họ Tư Mã ra đời nhờ tướng quân Điền Nhương Tư thời Xuân Thu, khi ấy phò tá Tề Cảnh Công. Vị tướng này đã hồi sinh nước Tề từ cõi chết, công trạng bao trùm sông núi nên được ví như Khương Công tái thế. Tổ tiên của các vua Tề là con cháu của Khương Tử Nha, người từng bình định cả thiên hạ cho vua nhà Chu. Chu Vũ Vương tưởng thưởng công lao ấy nên ban cho con cháu Lã Vọng mảnh đất Tề. Nước Tề lớn mạnh vào đầu thời Xuân Thu, đạt cực thịnh dưới thời vua Tề Hoàn Công và thừa tướng Quản Trọng. Các nước chư hầu từng phải suy tôn Tề Hoàn Công là minh chủ đứng đầu. Trong thời trị vì của mình, Tề Hoàn Công từng phá Sở, Bình Yên, giúp Tấn. Nhưng các hậu duệ của Tề Hoàn Công bắt đầu tranh giành quyền lực, thêm vấn nạn quyền thần thao túng vua nên nước Tề từ đó cũng dần suy yếu đi. Khi Tề Cảnh Công lên ngôi, trị vì 547 năm 490 trước công nguyên, triều đình có một viên quan tên là Án Anh, cũng có khi đọc là Yến Anh, tuy dung mạo xấu xí thấp bé nhưng đa mưu túc trí, giỏi du thuyết, hùng biện. Khi thấy Tề suy yếu, hai nước Tấn và Yên cùng nhau xuất binh phạt Tề năm 540 trước công nguyên. Tề Cảnh Công đã được Án Anh tiến cử một người chiến tướng là Điền Nhương Tư. Án Anh tâu với Cảnh Công rằng, Nhương Tư về văn có thể làm cho dân chúng phục đức, về võ có thể làm cho quân giặc sợ uy. Xin nhà vua cứ dùng thử xem. Tề Cảnh Công cho gọi Nhương Tư vào bàn việc binh, nói chuyện suốt một ngày. Vua hài lòng lắm phong cho Điền Nhương Tư làm đại tư mã, thống lĩnh toàn bộ quân đội nước Tề để ra chống giặc. Tư Mã Nhương Thư nói với Tề Cảnh Công rằng, tuy rằng thần có năng lực như thế, nhưng xuất thân của thần quá thấp kém. Đột nhiên ngài lại đưa một người có địa vị thấp trong xã hội năng lên cao, cao hơn cả đại phu. Binh sĩ sẽ không nghe thần. Thần chưa có uy vọng, người dân cũng chưa tin thần. Như thế này, thỉnh quốc quân hãy giao quân đội cho một người đức cao vọng trọng để làm giám quân, nghĩa là giám sát đôn đốc quân đội. Ngài thấy ai là người thích hợp? Thế là Tề Cảnh Công chọn ra một sùng thần tên là Trang Giả để làm giám quân. Tư Mã Nhương Thư hẹn với Trang Giả rằng, ngày mai chúng ta tập hợp vào buổi trưa, tầm đó ông đến là được rồi. Ngày hôm sau, Tư Mã Nhương Thư đã đến trước, sau đó ông bảo quân lính dựng, lậu biểu, nghĩa là, dụng cụ đếm thời gian ngày xưa. Kết quả Trang Giả đến giờ mà vẫn chưa đến. Trang Giả cho rằng địa vị của mình rất cao, quốc quân rất sủng ái, cho nên Trang Giả cảm thấy, dù sao thì quân đội cũng là do mình làm giám quân, mình nói là được rồi, tối tối đến cũng được. Trang Giả không coi chuyện này là việc hệ trọng gì cả. Ngày hôm sau ông cùng thân bằng quyến thuộc uống rượu tiễn biệt. Kết quả Trang Giả uống đến tối. Ở bên này Tư Mã Nhương Thư đã đợi từ trưa, ông cho người dỡ lậu biểu xuống, không coi thời gian nữa. Sau đó Tư Mã Nhương Thư cho người đọc kỷ luật của quân đội. Đến tối, Trang Giả đến, Tư Mã Nhương Thư hỏi Trang Giả rằng, vì sao đến muộn? Trang Giả xin lỗi nói, ái chà, xin lỗi, những người trong nhà muốn tiễn tôi, cho nên tôi đành uống rượu với họ nên quên mất thời gian. Tư Mã Nhương Thư đã nói một đoạn như thế này, làm tướng quân nhận mệnh lệnh quốc gia, phải hoàn toàn để gia đình phía sau. Làm lính nhận lệnh quân lệnh thì đặt thân nhân phía sau. Khi tiếng trống trận cất lên, ngay cả tính mệnh người thân trong gia đình còn không nhớ. Hiện nay quốc gia chúng ta nguy hiểm như vậy, tính mạng của lão bách tính đều nằm trong tay của ông,
ông làm sao có thể không coi đó ra gì. Sau đó Tư Mã Nhương Thư kêu người phụ trách kỷ luật hỏi rằng, theo quân pháp, đã ước định thời gian mà đến trễ, thì xử lý như thế nào? Người phụ trách kỷ luật nói, nên trảm. Khi đó Trang Giả sợ hãi, ban đầu ông tưởng đây là chuyện nhỏ, tưởng nói xong là cho qua, kết quả nghe tiếng, trảm, khiến ông vô cùng sợ hãi. Trang Giả phái người cấp báo Tề Cảnh Công để quốc quân cứu ông. Kết quả, khi người cấp báo còn chưa quay lại, thì Trang Giả đã bị Tư Mã Nhương Thư chém rồi. Lúc này quân sĩ ba quân đều run rẩy, ai ai cũng sợ, bởi vì ngay cả Trang Giả là sùng thần của Tề Cảnh Công mà còn bị giết, vậy thì Tư Mã Nhương Thư này quá đáng sợ rồi, cho nên ông ta nói gì nhất định phải nghe. Sau khi Tư Mã Nhương Thư giết Trang Giả, sứ thần của Tề Cảnh Công mới đến, tay cầm phù tiết của quân vương chạy vào trong quân. Tống Tương Công rất lo lắng, cho nên sứ thần mới chạy gấp vào trong quân, sau đó bảo Tư Mã Nhương Thư hãy thả Trang Giả. Tư Mã Nhương Thư nói, tướng ở trong quân thì có lúc có thể không nghe lệnh vua. Sau đó Tư Mã Nhương Thư hỏi người phụ trách kỷ luật rằng, cưỡi ngựa trong quân nên xử thế nào? Người phụ trách kỷ luật hô, nên trảm. Như thế có nghĩa là giết cả sứ thần, người đánh xe, giết ngựa và phá cả xe ngựa. Tư Mã Nhương Thư nói, đây là sứ thần của quốc quân, không thể giết. Tư Mã Nhương Thư lệnh cho quân lính giết người đánh xe, trảm ngựa và phá xe ngựa. Sau đó ông bảo sứ thần hãy về báo lại với quốc quân. Khi đó mọi người ngay lập tức bị dọa cho thất kinh, cho nên vô cùng nghe lời mệnh lệnh của Tư Mã Nhương Thư. Sau đó Tư Mã Nhương Thư đối xử rất tốt với binh sĩ. Mỗi lần binh sĩ luyện tập xong, ông đều đích thân đến xem ăn uống của binh sĩ, xem có binh sĩ nào mắc bệnh hay không, để cho họ thuốc uống. Sau đó ông đem tất cả những thứ tốt mà quốc quân thưởng cho ông, toàn bộ chia cho binh sĩ. Khi ông ăn cơm, thì ông ăn thứ tệ nhất mà binh sĩ ăn. Lúc này mọi người đều cảm thấy vị tướng quân này quá tốt, cho nên rất tuân theo mệnh lệnh của ông. Tiếp theo, Tư Mã Nhương Thư xuất binh, binh sĩ đều nguyện ý chiến đấu vì ông. Sau đó binh sĩ nước Tề đã đánh bại được nước Tấn và nước Yên. Kể câu chuyện này là muốn nói rằng, trên thực tế, Tư Mã Nhương Thư là người cùng thời đại với Tôn Tử, thậm chí sớm hơn Tôn Tử một chút. Tư Mã Nhương Thư có viết một cuốn binh pháp gọi là Tư Mã Pháp, đây là một trong 7 Võ Kinh Chi Thư, nghĩa là những cuốn sách mà võ tướng phải đọc. Tôn Tử binh pháp cũng là một trong 7 Võ Kinh Chi Thư. Ngoài Tư Mã Pháp và Tôn Tử binh pháp thì thời Chiến Quốc còn có Tôn Tẫn viết cuốn Tôn Tẫn binh pháp, Ngô Khởi viết cuốn Ngô Khởi binh pháp, Tín Lăng Quân Ngụ Ỷ Vô Kỵ viết cuốn Ngụ Ỷ Công Tử binh pháp, còn có Đại Thần Trụ Cột Uất Liễu thời Tần Thủy Hoàng viết cuốn Uất Liễu Tử. Đây đều là những binh thư cổ đại còn lưu lại, chỉ có điều là một số ít đã bị thất truyền. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.